Không ngạc nhiên và không mong đợi điều gì tốt đẹp từ phiên xử mẹ nấm hôm thứ Năm là cảm tưởng của chị Đặng Bích Phượng, một cư dân Hà Nội, người từng tự ra ứng cử vào Quốc hội năm ngoái. Không ngạc nhiên, mẹ nấm chỉ là một trong những cái người dám lên tiếng để bày tỏ, thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình thôi. Mình thấy sao thì mình nói vậy. Là vì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh làm, thì rất nhiều người làm. Và hãy cứ nhìn xem những cái điều mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói và làm, có bao nhiêu người làm như vậy, có bao nhiêu người nói như vậy. Tại sao lại chỉ có kết án một Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Ý tôi mới nói rằng là cái này nó là cả một quá trình. Nếu kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với những cái tội danh như vậy thì phải kết án rất nhiều người, hàng triệu người Việt Nam, chứ không phải là chỉ một mình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Từ Cộng hòa Séc, nhà hoạt động dân chủ Hoàng Hùng bảo là anh không biết nói gì hơn ngoài sự ngá ngẩm trong lòng. Rất là sốc, cảm thấy là một cái chế độ nó như một con thú đã bị dồn đến chân tường rồi, và nó đang lồng lộn nên nó cắn tất cả mọi thứ. Cảm tưởng của tôi là như thế. Thật sự ra là bây giờ thì không biết dùng từ gì để mà nói. Một cái người phụ nữ hoàn thành hộ ngoài như thế mình 15 tù, thật sự ra là không còn cái gì để mà nói nữa rồi. Từ California, Hoa Kỳ, nhạc sĩ kim blogger Bùi Thanh Tuấn cho biết. 10 năm tù với tôi thì đó là một cái bản án bất công, nó chà đạp hoàn toàn lên một nền luật pháp của một cái xã hội mà bao nhiêu người dân mong muốn tiến bộ. Cách mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm, đấu tranh là cực kỳ ôn hòa. Cô ấy chỉ muốn cái điều tốt đẹp cho dân tộc, cho nước Việt, muốn giữ biển đảo và giữ biển sạch, cá sạch. Cô ấy làm đúng theo luật pháp nhưng mà cô ấy vẫn bị xử 10 năm tù. 10 năm tù đối với một đời người là lấy mất tương lai của họ, hơn nữa là hai đứa con. Bơ vơ như vậy đó, nhà là không có đàn ông. Tôi cho đó là một sự tàn nhẫn, vô nhân đạo, mang rợ như vậy. Theo nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành nói với Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn. Thật sự là tôi đã sốc khi nghe cái viện kiểm sát đề nghị vào buổi sáng về mức án là 8-10 năm. Thật sự là khi nghe cái đề nghị không đã sốc rồi, và đến chiều thì nghe tuyên án là 10 năm, thật sự là không còn biết dùng từ nào để diễn tả cái sự phi nhân của cái bản án này. Rõ ràng là một cái người bình thường khi mà đọc những cái bản cáo trạng, những cái nội dung mà họ đưa ra cáo buộc thì hoàn toàn là nó thiếu cơ sở và nó vô lý hết mức. Khi mà căn cứ những cái hoạt động rất là ôn hòa của chị Quỳnh để mà kết một cái bản án rất là này. Họ thông qua bản án của chị Quỳnh để nhằm cảnh cáo những người mà đang lên tiếng. Bản án này nó thật sự nó bức xúc, nhưng mà chính cái sự bức xúc nó làm tăng thêm cái động lực cho mình trong cái việc hoạt động cho vấn đề dân quyền và tự do Việt Nam. Tiếp lời, nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành, bạn trẻ Huỳnh Thành Phát khẳng định. Nhà cầm quyền xử chị Quỳnh 10 năm tù thì đây là một bản án được gọi là khốn nạn. Vì chị Quỳnh là một nhà đấu tranh cho tự do, và như là năm 2016 vừa qua chị có đấu tranh cho cả việc bảo vệ môi trường. Theo tôi thì nếu mà đặt tôi vào vấn đề là có thể mình sẽ chịu bản án giống chị, tôi sợ nhưng tôi sẽ không chùn bước. Bởi vì một ngày nào đó tôi và con cháu tôi sẽ được tự do. Mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ nhưng ôn hòa cho quyền con người tại Việt Nam, cũng là một trong những người đứng ra thành lập mạng lưới blogger Việt Nam. Vì thế, bị trù dập, bị bắt bớ, bị tù đầy, chuyện không thể tránh khỏi. Là phát biểu của chị Kim Thu, dân oan nhiều lần vào tù ra khám ở trong nước và nay đang định cư tại miền Tây nước Mỹ. Quá nặng nề, cay nghiệt với những nhà tranh đấu ở trong nước. Họ chỉ đòi hỏi cái công lý, một cái sự thật và công lý trên một cái đất nước và một cái chế độ đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ chỉ dựa vào cái luật rừng và luật riêng của họ để họ áp đặt. Dù có áp lực đi thế nào đi chăng nữa, việc họ thích là và họ cứ tuyên. Để cho thế giới thấy được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản thôi, chứ không có gì hết. Nhà văn Đoàn Bảo Châu cũng có ý kiến. Không phải chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đang thể hiện sự phẫn nộ bởi vì bản án quá là khắc nghiệt, quá là dã man. Những cái gì cô ấy làm đều đề cao những cái giá trị phổ quát của nhân loại là dân chủ và nhân quyền. Họ cần phải bảo vệ chế độ, nhưng cách bảo vệ chế độ của họ quá là cực đoan. Tâm trạng của tôi như là sốc, như là phẫn nộ, như là ghê tởm trước một cái bản án khắc nghiệt dã man đối với cả một người phụ nữ đơn thân nuôi hai con có mẹ già. Đó là suy nghĩ của những người được hỏi đến về bản án 10 năm mà tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chiều ngày 29 tháng 6.
đường dây Viễn Liên của Đài Á Châu Tự Do cũng được nối về tỉnh Khánh Hòa, xin gặp viên chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để hỏi ý kiến về vụ xử công dân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong ngày 29 tháng 6. Rất tiếc vị này đã không bắt máy.